Mà dễ quay á, thuận tiện. Mà từ từ thôi, không có đâu. Mà phải sạch. Có ông cô phá kỷ lục nó vui chứ. Ông cao mà 11 cái video kìa. Ông đi lại chứ thầy? Đi lại rồi, ông tới ông nhắc. Em là cô 11 video đó. Phá kỷ lục đó. Đi lại có quét nữa. Như quay được. Quay được một cái, hai cái gì á, hết trơn rồi. Không có chuyện nặng, mất sạch luôn. Nó kêu anh nặng mụn về rồi, rồi thi đấu có thắng không? Kêu, thắng chứ, vậy chứ thua. Mình vui chứ. Ông mới học lớp nó mà thấy ông già hay. Nó chuyện rồi. Ờ, già dễ sợ. To chưa? Trời. Cục này mà cục kia không bay ra mới đen.
đang sửa nhà bên kia là hay là sao? Bên kia là nhà Phan Du Trinh thôi. Thế là chị sửa phòng, sửa đồ lại cho bà già, cho bà già chồng với lại là chị xuống phòng dưới chị ở cho nó đỡ đi lên phòng trên nhé. Để phòng trên nó là bỏ đồ, chứ đồ chị nhiều quá. Rồng được ba cái. Ôi trời trời máu. Về quê có gì vui mẹ? Chị thấy chẳng chị đi chơi đâu mà chị còn thấy chán. Chị thích đi làm thôi em ơi. Đi làm vui. Làm khoái khoái. Đi làm chơi. Thấy vui hơn. Chơi thì còn chơi ngày hai ngày vậy thôi, chơi chơi nhiều quá chán. Nó nói họ nó mày chỉ sợ. Họ là mệt nhất cái hề, khó chịu kinh. Họ chịu không đi cầu. Chị bị 30 đến trời luôn á. Đen. Do đi cái chùa nó bị gió. Ngày nó đi chùa nó gió. Còn gì nữa ta? Chắc thành cái mà văn văn mịn.
cố gắng em nghe chuẩn miệng hay đau nhé.
xin nữa nha. Con ơi, cho chị xin xin nước muối. Người gọi anh nói. Gọi chị nữa hả? Ừ, gọi. Nhưng mà ít là rửa mặt rồi chứ gì là. Lắm chứ em nha, thương gần xong rồi. Để thôi cho lên lầu cho mát đi, trên nó có bật điều hòa không? Lên trên luôn đi em. Xong rồi, ráng đi em. Thả lỏng hít sâu, thở đều từ từ. Thả lỏng nha. Xí nữa mới đau, với mấy cục này chưa đâu. Con nờ nó mình có quay nữa không chứ? Thôi ba cái thôi, đi ly với lại cô mô cái nó hả? Chắc không, tại vì cô bị viêm xíu nữa, 10 phút nữa xong. Gần xong rồi nha. Thả lỏng. Chịu đau không được. Quá mệt người lắm á, về mỏi cơ. Không ngồi để ăn nữa.
triệu nữa. Cố gắng xí vô miệng này nữa là xong đây.